Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài gọi là sự cố trong quá trình mời tụy. Sự cố thứ nhất đó là không thể quan sát được sản tụy do chảy máu quá nhiều. Thì nguyên nhân đây là do những cái mô tụy còn sót lại nằm trong buồng tụy hay là nằm trong ống tụy. Thì cách khắc phục đó là ta mở rộng thế bằng cách là lấy sạch đi trần tụy, không chạm vào sàn tụy. Nhớ rằng không bao giờ được chạm vào sàn tụy cho tới lúc mà thấy rõ được đường nối sàn thành. Thứ hai là đặt một chất cầm máu vào buồng tụy và dùng châm gai để lấy đi hết tụy. Thứ hai là không thể quan sát được sàn tụy do mà lấy trần tụy không đúng. Vì nguyên nhân có thể do là ta chọn điểm mở tụy sai. Bởi vì ta đã chọn điểm mở tụy này là không phải là trung tâm của đường nối mesenteric mà ta dựa vào mặt nhai để mở tụy, chọn điểm mở tụy. Không thể nhìn thấy được đường nối sàn thành ở 360 độ. Thì cách khắc phục là trở lại với mũi khoan ban đầu, hoặc là mũi tròn hoặc là mũi chóp, và tiếp tục phút ngược cho đến khi mà đường nối sàn thành được thấy hết. Thứ ba đó là không thể quan sát được sàn tụy do vật liệu phục hồi chiếm vào khoảng không gian của buồng tụy. Nguyên nhân là do gì? Là ta đã không nghe hết được vật liệu phục hồi trước khi mà mở tụy. Đặc biệt là đối với những cái vật liệu chám xoang loại 5 thì chúng có thể xâm nhập vào sàn tụy trong trường hợp mà đã có cái tụy nổ thủng thông từ xoang vào trong buồng tụy nhưng vẫn chám. Để khắc phục là lấy hết đi vật liệu hồi phục khi mà mở tụy. Thứ tư là canxi hóa hoặc là sỏi tụy. Nguyên nhân là do tụy thoái hóa. Khắc phục là quy trình tuần tự từ lấy sạch trần tụy, cầm máu, dùng mũi tròn lớn miệng có thể được dùng để nhẹ nhàng lấy đi cái phần sàn tụy bị canxi hóa và phác họa lại đường nối sàn thành cho rõ ràng. Thứ năm là không thể quan sát được sàn tụy do thiếu ánh sáng. Nguyên nhân là do mở tụy quá nhỏ, có sự hiện diện của mã phục hồi hoặc là vật liệu phục hồi. Thì cách khắc phục đối với trường hợp mà không thể quan sát được hết sàn tụy đó là gì? Ta mở rộng thêm cái lỗ mở tụy cho đến khi mà thấy rõ được đường nối sàn thành ở toàn bộ chu vi của nó. Thứ hai là những vật liệu phục hồi thì phải được lấy sạch. Thứ ba là có thể sử dụng thêm các phụ kiện như là đèn led, kính hiển vi phẫu thuật. Thứ sáu là không thể quan sát được buồng tụy do mất phương hướng. Nguyên nhân ở đây là do dùng mặt nhai như một điểm xác định điểm bắt đầu mở tụy. Thất bại trong việc xác định hướng chụp răng khi mà gặp răng nghiêng và xoay. Mất hình dung chu vi của đường nối men xi măng và dẫn đến là góc mũi khoan sai khi mở tụy. Cách khắc phục là quan sát cho đúng chụp răng trước khi mở tụy. Phải hình dung được đường nối men xi măng khi chiếu lên trên mặt nhai. Thứ bảy, đó là thủng sàn. Vì nguyên nhân là gì? Đó là do thiếu kinh nghiệm trong việc xác định nỗ tụy chân răng, tính toán sai khoảng cách từ nhai cho tới trần tụy, đặc biệt là đối với những trường hợp mà bệnh nhân già hình thành ngà thứ phát nhiều, dẫn tới là trần tụy và sàn tụy rất là sát nhau. Nguyên nhân tiếp theo đó là do sự xác định sai đường nối sàn thành và mở tụy không đúng cách. Khắc phục là lấy sạch trần tụy trước khi mà xác định nỗ tụy chân răng, phải quan sát được đường nối sàn thành ở 360 độ, dùng mũi khoan có chiều dài ngắn hơn khoảng cách từ mặt nhai cho đến trần tụy. Khoảng cách này sẽ được xác định trên phim X quang, hướng mũi khoan vào trung tâm của đường nối men xi măng. Thứ tám đó là thủng thành bên của buồng tụy. Nguyên nhân ở đây đó là do sự thất bại của việc hình dung đường nối men xi măng dẫn đến góc mở tụy sai. Ngoài ra thì là do cái sự xác định sai chụp răng do những cái răng nghiêng xoay. Khắc phục là lấy sạch trần tụy trước khi mà xác định nỗ tụy chân răng, quan sát được đường nối sàn thành ở toàn bộ chu vi, sau đó là hướng mũi khoan vào trung tâm đường nối men xi măng, chọn điểm mở tụy dựa trên hình ảnh tưởng tượng đường nối men xi măng ở trên mặt nhai. Thứ 9 là không tìm thấy hết lỗ tụy chân răng. Về nguyên nhân là do mở tụy chưa hoàn tất, không phác họa được đường nối sàn thành, có sự xâm lấn của vật liệu phục hồi vào đường nối, vào không gian của buồng tụy, hay là có canxi hóa, hoặc là do người bác sĩ không hiểu hết được giải phẫu ống tụy của răng. Cách khắc phục là bảo đảm mở tụy hoàn tất, nhẹ nhàng loại bỏ canxi hóa sàn tụy,
phác họa cho được đường nối sàn thành. Thứ ba là dùng các quy luật giải phẫu sàn buồng tụy để xác định được vị trí lô tụy chân răng.